Để tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy vững chắc việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc, hai bên nhất trí phát huy tốt vai trò điều phối tổng thể của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, tích cực thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào 6 phương hướng hợp tác lớn, xác định mục tiêu, hoàn thiện cơ chế, đưa ra biện pháp, đôn đốc thực hiện. 6 phương hướng hợp tác lớn bao gồm: tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn. Một trong những phương hướng hợp tác cơ bản quan trọng nhất của quan hệ Việt-Trung như đã khẳng định trong tuyên bố chung là củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn. Những nguyện vọng thiết tha sâu xa từ bao đời nay của nhân dân hai nước về hữu nghị, hòa bình, hợp tác và phát triển chính là nguồn sức mạnh to lớn và cơ sở vững chắc cho niềm tin về tương lai tươi sáng của quan hệ giữa hai nước láng giềng anh em đang trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Việc tăng cường hợp tác, đoàn kết Trung Việt là kinh nghiệm lịch sử quan trọng của chúng ta trên con đường tiến lên vượt qua mọi thách thức, rủi ro, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hướng tới tương lai, chúng ta không quên nguyện ước ban đầu, cùng nhau đi lên con đường chủ nghĩa xã hội của mỗi nước, để thành quả xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước, cùng đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp tiến bộ của nhân loại. Tuyên bố chung khẳng định hợp tác quốc phòng an ninh là một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, có vai trò quan trọng trong việc củng cố tin cậy chiến lược giữa hai đảng, hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa giao lưu cấp cao giữa quân đội hai nước, phát huy tốt vai trò của các kênh như giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, đối thoại chiến lược quốc phòng và đường dây nóng giữa hai bộ quốc phòng, triển khai hiệu quả tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025 giữa bộ quốc phòng hai nước. Tuyên bố chung lần này là lần đầu tiên hai đảng hai nước nhất trí là quốc phòng an ninh là cái trụ cột của quan hệ, và đây chính là vấn đề mà chính là cái nội dung mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu với lại đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình khi sang thăm Trung Quốc sau Đại hội 20. Và trong quá trình hai bên chuẩn bị thì chúng ta cũng đề xuất vấn đề này, coi đây là trụ cột, và các đồng chí Trung Quốc cũng nhất trí. Thế thì cái trụ cột và có vai trò trụ cột thì như chúng tôi nêu về cái vấn đề nó liên quan đến cái định hướng chính trị, nhưng mà những cái hình thức hoạt động rõ ràng là nó góp phần rất nhiều vào cái củng cố tin cậy chính trị. Trong bối cảnh tình hình thế giới trải qua những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường và chưa có tiền lệ, lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước kiên trì định hướng chính trị phát triển quan hệ Việt Nam-Trung Quốc từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn lâu dài, tuân theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt. Hai bên lấy dịp 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện làm thời cơ, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.